Khu vườn của mình có rất nhiều loài khủng long nè các bạn. Nhìn nè, có rất nhiều luôn. Cùng khám phá với mình nhé. Đầu tiên chúng ta có một chú khủng long có làn da màu đen tuyền luôn nha mọi người. Nhìn trông rất là đáng sợ luôn. Thân hình chú được bao bọc bởi một lớp vải màu đen to và cứng nha mọi người. Nhìn phần lưng và phần cổ của chú mọc đầy những chiếc gai tu tủa, nhìn rất là đáng sợ luôn. Và nhìn kìa, hai chi trước và hai chi sau của chú khá là dài luôn nha mọi người, và mọc đầy những chiếc móng vuốt. Nhìn trông rất nguy hiểm và giúp ích rất nhiều cho chú trong việc săn mồi nha. Và nhìn kìa, chú có hai hàm răng trắng ẩn, chứng tỏ đây là một chú khủng long ăn thịt nha mọi người. Và đây chúng ta có một chú khủng long với thân hình phẳng phạn. Chú có một cái vây rất lớn ở trên lưng nha mọi người. Và phần cổ của chú là những chiếc gai nhọn mọc đều nhau, trông giống như một chiếc bờm vậy. Chú có một cái mõm khá là dài và một đầy những chiếc răng tua tủa luôn nha, chứng tỏ đây là một chú khủng long ăn thịt nha mọi người. Chú có thể chạy rất nhanh nha. Wow, chúng ta đang học và mình sẽ tới đây nước các bạn. Con này được coi như rất là to luôn này. Và đây chúng ta có một chú khủng long có làn da màu tím thô và dày nha mọi người. Làn da này giúp bảo vệ chú khỏi sự tấn công của các loài khủng long ăn thịt nha. Và chú có một chiếc đuôi khá là ngắn nữa. Bốn chân của chú trông khá là vạm vỡ và cứng chắc luôn. Tuy nhiên chú lại di chuyển khá là chậm nha. Chú có một cái bờm khá là lớn bao quanh cổ, và phần đầu của chú lại có ba cái sừng, nên chú được gọi là Triceratops nha mọi người. Chú là loài khủng long ăn thực vật nha. Đây là khủng long ba sừng Triceratops các bạn ơi. Đây là những con khủng long có hai cái sừng rất là nhọn và đường cổ rất là vây nha các bạn. Và đây chúng ta có một chú khủng long đang đứng thẳng trên hai chân
chú có thân hình khá là cao lớn và nhìn trông giống như một chú kangaroo vậy. Chú có làn da màu vàng và phần lưng thì có màu xanh lá cây nha mọi người, và phần đầu của chú có một chiếc sừng to và cứng. Chú là loài khủng long ăn thực vật và rất chi là hiền nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long có làn da màu xanh lá cây đậm và phần lưng thì lại có màu vàng nha mọi người. Chú có một chiếc đuôi khá dài, hai chi sau chắc khỏe và chú có thể chạy rất nhanh đó. Hai chi trước cũng rất là to khỏe, tuy nhiên lại khá nhỏ so với hai chi sau nha. Chú có đôi mắt màu đỏ và chú có hai hàm răng trắng nhọn nha mọi người, chứng tỏ đây là một chú khủng long ăn thịt nha. Rồi, chúng ta cùng con khủng long bảo chú Tyrannosaurus Rex nha. Con này nó có một cái hàm răng rất là nhỏ, đuôi rất là dài đấy các bạn. Và đây chúng ta có một chú khủng long khổng lồ có làn da màu nâu nha mọi người. Chú có một chiếc đuôi khá là dài đó, và nhìn kìa, hai cái chân cứng chắc của chú này trông rất là đáng sợ, với những chiếc móng vuốt màu đen tuyền và nhọn hoắt luôn nè. Chú có khá nhiều vết thương trên thân thể nha mọi người, và nhìn kìa, hai cái tay chú khá là nhỏ luôn. Đây là chú khủng long T-Rex nha mọi người, và là khủng long bạo chúa, và chú là loài khủng long ăn thịt nha. Chúng ta có một con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex đang đi dạo quanh cái cơ sở nghiên cứu này các bạn. Wow, trông to chưa này. Tiếp theo chúng ta có một chú khủng long có thân hình khá là đồ sộ luôn nha mọi người. Đuôi chú có 4 cái sừng nhô lên nhọn hoắt và sắc bén, trông giống như những lưỡi kiếm vậy, vì vậy chú có tên gọi khủng long đuôi kiếm nha. Và nhìn kìa, những chiếc vảy to và đỏ trên lưng chú trông khá là nổi bật và trông giống như những cánh hoa vậy. Chú có là da màu xanh lá cây nha mọi người. Chú di chuyển khá là chậm và chú cổ chú khá là dài. Chú là loài khủng long ăn thực vật và rất hiền nha. Wow, chú khủng long Stegosaurus các bạn. Đây là con khủng long có hai cái dải vây lưng rất là ngầu nha, kéo dài từ đầu tới đuôi, cuối cùng có 4 gai nhọn các bạn. Và đây chúng ta có một chú khủng long có làn da màu xanh lá cây đậm. Thân xác chú khá là nhỏ bé nha mọi người, hai chi trước và hai chi sau trông khá là yếu ớt và tròn trịa luôn. Chú có một chiếc đuôi khá dài nha mọi người, và cái đầu của chú này khá là tròn trịa và cùng với một chiếc mõm nhỏ xíu này. Chú là loài khủng long ăn thực vật và rất chi là hiền nha mọi người. Chú di chuyển rất là chậm luôn. Và đây chúng ta có một chú khủng long có làn da màu cam và có tên gọi là Brachiosaurus nha mọi người. Chú có một chiếc đuôi khá là ngắn. Chú có sống lưng của chú có màu đen nha mọi người. Và nhìn này, 4 cái chân của chú khá là thon gọn, tuy nhiên lại khá ngắn, chứng tỏ chú di chuyển khá là chậm nha. Và cái cổ của chú này dài thường thường luôn, và cái đầu của chú trông giống như đầu rắn vậy, tuy nhiên chú lại khá hiền và chú chỉ ăn những chiếc lá cây ở trên cao thôi nha mọi người. Chúng ta có một đàn khủng long cổ dài nè các bạn. Con này nó rất là to luôn nha, với kích thước như thế này làm như con khủng long sau này thật là nhỏ bé luôn. Và đây chúng ta có một chú khủng long nhìn trông giống như một chú tê giác vậy. Chú có tên gọi là Triceratops, bởi vì chú có những 3 chiếc sừng, một chiếc sừng ngắn và 2 chiếc sừng dài nha mọi người. Bao bọc chiếc cổ của chú là một cái bờm khá tròn và nhọn và cứng luôn nha mọi người. Nhìn cái miệng của chú này được bao bọc bởi hai cái răng trông khá là cứng luôn. Chú là loài khủng long ăn thực vật và rất chi là hiền, và chú di chuyển cũng chậm nữa nha mọi người. Chúng ta có một con khủng long ba phần Triceratops đang ngồi cạnh cỏ nha các bạn. Và đây chúng ta có một chú khủng long màu tím nha. Chú có làn da màu tím trông khá nổi bật luôn, và phần lưng và cổ thì lại có màu xanh dương nha mọi người. Lưng và cổ chú mọc đầy những chiếc gai nhọn trông khá là nguy hiểm luôn. Chú có một chiếc đuôi khá là ngắn, hai chi sau của chú khá là dài và thon nha mọi người, chứng tỏ chú có thể chạy rất nhanh nha. Và đầu của chú nhìn trông rất đáng sợ luôn, với những chiếc gai nhọn hoắt và hai hàm răng của chú này nhọn hoắt luôn nha mọi người, chứng tỏ đây là một chú khủng long ăn thịt nha. Chúng ta có một đàn khủng long Gryloposaurus các bạn. Gryloposaurus là một con khủng long có một cái vảy trên trán các bạn. Và đây chúng ta có một chú khủng long to lớn luôn nha mọi người. Chú có một sải chân khá chỉ là dài luôn. Hai cái chân của chú chắc khỏe và có những chiếc móng vuốt sắc nhọn, giúp chú dễ dàng trong việc săn mồi nha mọi người. Và chú cũng có một chiếc đuôi khá là dài nữa.
Thân thể chú có làn da màu xanh lá, tuy nhiên phần cổ và hai cái chân trước thì lại có màu đen nha. Và trên cổ chú mọc ra những chiếc gai luôn. Đây là một chú khủng long ăn thịt nha mọi người. Và đây chúng ta có một chú khủng long màu hồng. Thân xác chú khá là cứng rắn luôn nha mọi người. Hai chi sâu phát triển và rất là gân gút luôn. Chú có thể chạy rất nhanh đó. Chú có một chiếc đuôi khá là dài. Phần sống lưng của chú mọc lại những chiếc gai sắc nhọn nha mọi người. Chú có hai cái sừng trên đầu, trông khá là nổi bật luôn. Và chú có tên gọi là Carnosaurus nha. Nhìn hai hàm răng trắng ẩn của chú này trông rất đáng sợ có đúng không nào. Và chú là loài khủng long ăn thịt nha. Tôi là khủng long Carnosaurus. Như bạn con này có cái sừng nhọn khá là ngầu nha. Đang thành được quen. Và đây chúng ta có một chú khủng long nhìn trông giống như một chú tê giác vậy. Tuy nhiên chú lại có một cái bờm khá là to và tròn ở trên cổ nha mọi người. Và trên cái bờm đó mọc tua tủa những chiếc vảy, những chiếc sừng màu trắng sắc nhọn trông khá là nguy hiểm luôn. Ngoài ra trên mũi của chú còn có một cái sừng khác. Chú là loài khủng long ăn thực vật và chú rất chi là hiền nha mọi người. Con khủng long ba sừng Triceratops đang uống nước các bạn. Con này nó có một cái vây trên cổ nha, trên nó có ba cái sừng các bạn, hai sừng lớn rất là nhỏ này. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân xác to lớn và khá là dài nha. Chú có một chiếc đuôi siêu dài luôn. Phần lưng của chú có làn da màu xanh dương, tuy nhiên phần lưng cổ và đuôi thì lại có màu cam nha mọi người. Và trên lưng chú là hai dãy gai cứng và nhọn trông rất là đáng sợ luôn nha. Phần cổ của chú khá dài và cũng được bao bọc bởi những chiếc gai nha mọi người. Nè, nhưng nè, hai hàm răng của chú rất nhiều những chiếc răng sắc và nhọn luôn. Tuy nhiên chú lại là một chú khủng long ăn thực vật nha mọi người. Và đây chúng ta có một chú khủng long nhìn trông giống như một chú gì đà vậy. Có thân hình khá là dài và một chiếc đuôi khá là ngắn nha mọi người. Chú có bốn cái chân chắc khỏe, tuy nhiên lại khá ngắn, chứng tỏ chú di chuyển rất chi là chậm. Và trên lưng của chú là một cái vây khá là lớn luôn. Và có màu cam nha mọi người. Chú có làn da màu nâu nhạt và phần lưng thì lại có màu nâu đậm nha. Và nhìn nè, cái đầu của chú khá là ngắn luôn. Chú có hai hàm răng sắc nhọn, chứng tỏ đây là một chú khủng long ăn thịt nha. Chúng ta còn con khủng long Dimetrodon nha các bạn. Dimetrodon là con khủng long một cái vây lưng rất là to, những cái gai trên lưng nữa các bạn. Và đây chúng ta có một chú khủng long nhìn trông giống như một chú ba ba vậy. Chú có bốn cái vây đối xứng nhau trông khá là đẹp luôn nha mọi người. Đuôi của chú khá là ngắn, thân hình của chú được bao bọc bởi một lớp vây dày và cứng và có màu đen tuyền nha. Và nhìn nè, chú có một chiếc cổ khá là dài luôn và trên chiếc cổ đó là một cái đầu rắn nha mọi người. Nhìn hàm răng của chú chứng tỏ đây là một chú khủng long ăn thịt và chú sống dưới nước nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long đang rình mồi, có làn da màu xám này mọi người. Hai chi sau của chú chắc khỏe và khá là dài, chứng tỏ chú có thể di chuyển rất nhanh nha mọi người. Hai chi trước của chú mọc dài những chiếc móng vuốt sắc nhọn, giúp chú dễ dàng tóm được con mồi nha. Và nè, chú có một chiếc đuôi khá là dài luôn. Thân thể chú được bao bọc bởi những chiếc gai nhọn trông khá là nguy hiểm luôn nha mọi người. Và chú là loài khủng long ăn thịt nha. Rết nha, con này là con khủng long ăn thịt rất là nguy hiểm các bạn, con này rất là đáng sợ luôn. Và đây chúng ta có một chú khủng long màu xám nha mọi người. Thân hình chú khá là rắn chắc và phần cột sống của chú nhô lên trông khá là nổi bật luôn. Chú có làn da màu xám nha, phần lưng thì lại có màu xám đậm nha mọi người. Hai chi trước và hai chi sau của chú khá là chắc khỏe, chứng tỏ chú di chuyển khá là nhiều nha mọi người. Và chú có một chiếc cổ dài nha, và phần đầu chú có một cái mõm khá là ngắn và không hề có răng, chứng tỏ đây là một chú khủng long ăn thực vật nha mọi người. Và đây chúng ta có một chú khủng long săn mồi. Chú có một chiếc đuôi dài và cong và thân xác chú có màu xanh lá cây đậm nha mọi người. Chú có những vệt vằn màu đen chạy dọc khắp thân thể và đầu chú, cổ chú khá là gân gút luôn nha mọi người. Và đầu chú nhìn khá là xương xẩu luôn, với hai hốc mắt màu vàng và hàm răng tua tủa màu đen to và cứng trông rất nguy hiểm. Và chú là loài khủng long ăn thịt nha. Chúng ta có một con khủng long bờ chúa nữa bạn. Con này đang đi dạo quanh bờ hồ nha. Bên trái nó có một con khác nữa này. Và
và chúng ta có một chú khủng long có làn da thua dày và màu xám xịt trông giống như một tảng đá lớn vậy. Chú có một chiếc đuôi thun và dài nha mọi người, và chú có hai cái lằn sống lưng chạy dọc thân thể trông khá là nổi bật luôn. Bốn cái chân của chú trông khá rắn chắc, tuy nhiên lại khá ngắn, chứng tỏ chú di chuyển khá là chậm chạp nha. Và những cái cổ của chú này dài thường thượt luôn, và cái đầu trông giống như đầu cá vậy. Chú là loài khủng long ăn thực vật nha mọi người. Và đây chúng ta có một chú khủng long có tên gọi là Velociraptor nha mọi người. Chú có làn da màu trắng xám và phần lưng thì lại có những đốm màu đen nha mọi người. Chú có một chiếc đuôi khá là dài luôn. Và nhìn kìa, hai chân trước và hai chân sau của chú dài thường thượt cùng với bộ móng vuốt sắc nhọn giúp chú dễ dàng xé xác con mồi nha mọi người. Và chú di chuyển rất là nhanh đó. Chú thường tấn công theo săn mồi theo bầy đàn nha mọi người. Và chú là loài khủng long ăn thịt nha. Và đây chúng ta có một chú Velociraptor khác. Tuy nhiên chú khủng long này có thân thể nhỏ bé hơn rất nhiều. Hai chi trước và hai chi sau của chú mọc là những chiếc móng vuốt sắc nhọn nha mọi người. Và nhìn kìa, chú có một chiếc đuôi khá là ngắn cùng với những chiếc gai mọc đầy trên đuôi nha, trông rất là đáng sợ luôn. Chú có làn da màu trắng và hai bên hông thì lại có màu xám nha mọi người. Và nhìn kìa, hai hàm răng của chú trắng ẩn ẩn và nhìn rất là chắc khỏe luôn. Đây là một loài khủng long ăn thịt nha mọi người. Chúng tôi có một con khủng long Indominus Rex các bạn đang bước ra khỏi cánh cổng này. Con khủng long này đáng sợ luôn các bạn ơi. Đây chúng ta có một chú khủng long có làn da màu cam trông khá là bắt mắt luôn. Hai chi trước và hai chi sau của chú trông khá tròn trịa và mềm yếu. Chú di chuyển khá là chậm nha mọi người. Chú có một chiếc đuôi khá là dài và đặc biệt là trên đầu chú có một cái sừng cứng và dài nha mọi người. Chú là loài khủng long ăn thực vật và rất chi là hiền, nhưng khi gặp nguy hiểm chú sẽ dừng chiếc sừng ở trên đầu để tấn công đối phương nha. Và đây chúng ta có một chú thằng lặn bay nha mọi người. Chú có sải cánh khá là rộng luôn và trên cánh chú có những hoa văn màu trắng trông rất đẹp nào. Và trên hai cánh của chú có hai cái bàn tay mọc ra những chiếc móng vuốt sắc nhọn luôn nha mọi người. Chú có làn da màu xanh, trên đầu chú có một cái sừng cứng và nhọn nha. Và chú có một cái mõm khá là dài luôn và nhọn nữa. Chú là loài khủng long ăn thịt nha, và chú thường xuyên bay lượn trên bầu trời. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình nhỏ bé và xương xẩu, có làn da màu xanh đậm và trông giống như một chú tắc kè hoa vậy. Chú có một chiếc đuôi khá là dài luôn. Hai chi trước và hai chi sau của chú khá là dài, chứng tỏ chú có thể chạy rất nhanh và được trang bị bởi những chiếc móng vuốt sắc nhọn giúp chú săn mồi một cách dễ dàng nha mọi người. Cổ chú được bao bọc bởi hai cái bờm mọc đối xứng nhau tạo thành một hình tròn và trông khá là đáng sợ luôn nha. Và nhìn kìa, chú có hai cái bờm che kín phần đầu luôn. Mặt chú khá là đáng sợ và chú là loài khủng long ăn thịt nha mọi người. Con khủng long Dilophosaurus các bạn, con này nó hai cái bờm trên cổ nhìn rất là đáng sợ nha, nó xòe rất là ghê luôn. Và đây chúng ta có một chú khủng long màu da cam với những vạch vằn chạy dọc khắp cơ thể trông khá là nổi bật luôn nha mọi người. Đuôi chú khá là ngắn, trên đuôi và trên lưng của chú có những đốm màu đen nha mọi người. Và nhìn kìa, hai chi trước và hai chi sau của chú trông khá là yếu ớt luôn và tròn trịa nha, chứng tỏ chú di chuyển khá là chậm đó nha mọi người. Và đầu của chú nhô lên một cục trông giống như một tảng núi ở trên đầu vậy, trông khá là dễ thương luôn. Và chú có một cái miệng khá là nhỏ nha, đôi mắt của chú đen nhánh luôn. Chú là loài khủng long ăn thực vật nha mọi người, và chú di chuyển rất chi là chậm. Và đây chúng ta có một chú khủng long nhìn trông giống như một chú bò sát khổng lồ vậy. Chú có làn da màu xanh lá và trên lưng mọc ra những chiếc vảy to và cứng, trông rất nguy hiểm luôn nha mọi người. Và chú có một chiếc vảy khá là to ở trên lưng luôn và có màu xanh lá cây nha. Chú có một chiếc đuôi khá là ngắn đó. Nhìn kìa, bốn chân của chú to, cứng và ngắn, chứng tỏ chú di chuyển khá là chậm nha. Tuy nhiên chúng được trang bị bằng những chiếc móng vuốt cứng và nhọn giúp chú dễ dàng săn mồi nha mọi người. Và nhìn phần đầu của chú này khá là ngắn và sừng sùi và mọc đầy. Và chú có hai hàm răng nhọn hoắt, chứng tỏ đây là một chú khủng long ăn thịt nha. Wow, con khủng long Dimetrodon các bạn ơi. Đây là một con khủng long nhìn rất là đáng sợ như vậy, con rất là to luôn. Và đây chúng ta có một chú khủng long khá là nhỏ bé. Chú có bốn chiếc chân ngắn ngủn và
trông khá là yếu ớt, chứng tỏ chú di chuyển khá chậm nha mọi người. Chú có làn da màu xanh dương pha lẫn màu trắng nha, và phần đuôi của chú khá là nhọn đó. Chú có một chiếc cổ khá là dài và trên chiếc cổ đó được trang bị với một cái bờm khá là dài nha mọi người, và cái đầu của chú cũng khá là nhỏ luôn. Chú là loài khủng long ăn thực vật và chú rất chi là hiền nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long ăn thịt nha mọi người. Chú có thân hình vằn vện với những vệt màu đen và chú có làn da màu đỏ nha. Nhìn hai chi trước và hai chi sau của chú nè, trông khá là xương xẩu và mọc ra những chiếc móng vuốt sắc nhọn luôn, giúp chú săn mồi một cách dễ dàng nha mọi người. Mặt chú khá là hiền, tuy nhiên hai hàm răng của chú lại nhọn và lởm chởm, chứng tỏ đây là một chú khủng long ăn thịt nha mọi người, và chú rất chi là nguy hiểm đó. Và đây chúng ta có một chú khủng long ăn thịt khác. Nhìn cái đầu của chú nè khá là xương xẩu và có màu xanh lá cây nha mọi người. Hai hàm răng của chú trắng ẩn luôn cùng với chiếc lưỡi đỏ lòm, chứng tỏ đây là chú khủng long đáng sợ và ăn thịt nha chú. Chú có làn da màu xanh lá cây và được bao bọc bởi một lớp vảy dày, thô và cứng nha mọi người. Chú có một chiếc đuôi khá là ngắn, hai cái chân sau của chú trông khá là chắc khỏe cùng với bộ vú thống sắc nhọn, giúp chú dễ dàng tấn công các loài động vật khác nha mọi người. Wow, chúng ta có một con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex các bạn. Con này con khủng long có hàm răng rất là nhọn nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long đuôi kiếm nha, bởi vì đuôi của chú có 4 cái sừng sắc nhọn trông giống như những lưỡi kiếm vậy. Chú có làn da màu vàng và những chiếc vảy trên lưng to và đều và có màu nâu sẫm nha mọi người, trông khá là đẹp luôn. Chú có một chiếc cổ khá là dài và cái đầu khá nhỏ. Chú là loài khủng long ăn thực vật và rất chi là hiền nha, và chú di chuyển cũng khá là chậm luôn. Chú khủng long Stegosaurus các bạn ơi, con này có những cái lưng kéo dài từ đầu tới đuôi nha các bạn. Và đây chúng ta có một chú khủng long có một cái vảy khá to ở trên lưng và có tên gọi là Spinosaurus nha mọi người. Chú có một chiếc đuôi khá là dài và được trang bị bởi những chiếc gai to và cứng, nhìn trông khá là nguy hiểm luôn. Chú có thân hình to lớn và lực lưỡng nha mọi người. Hai cái chân của chú trông khá là gân guốc và chú có thể chạy rất nhanh đó. Hai chi trước mọc những chiếc móng vuốt sắc nhọn, giúp chú săn mồi một cách dễ dàng nha. Và chú là loài khủng long ăn thịt nha mọi người. Wow, con khủng long Spinosaurus các bạn, con này là con khủng long có cái lưng rất là to nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long to lớn với một cái cổ dài thường thường luôn nè. Chú có tên gọi là Brachiosaurus nha mọi người. Chú có làn da màu cam và một cái đuôi khá là ngắn. Bốn chân của chú trông khá thon và dài, tuy nhiên chú lại di chuyển khá là chậm chạp. Và chú có một cái đầu khá nhỏ nha, chú thường ăn những chiếc lá cây ở tiết trên cao lên. Và chúng ta có một chú khủng long có làn da màu vàng và sừng sùi nha mọi người. Chúng được bao phủ với một lớp vảy dày và cứng nha. Và nhìn kìa, chú có một cái vảy khá là lớn ở trên lưng luôn. Chú có hai hàm răng sắc nhọn, chứng tỏ đây là một chú khủng long ăn thịt nha mọi người. Chú khủng long đi mấy chỗ đâu nè các bạn. Đây là khủng long một cái lưng rất là to, những cái gai nhọn các bạn. Và chúng ta có một chú khủng long ăn thịt khác. Chú có hai chân sau khá là chắc khỏe, chứng tỏ chú di chuyển khá là nhanh. Thân hình chú khá là to lớn luôn. Chú có một chiếc đuôi khá là dài, hai chân trước chắc khỏe, giúp chú dễ dàng tóm được con mồi nha. Và chú có hai cái bờm ở trên đầu nữa nè. Chú là loài khủng long ăn thịt nha mọi người. Và đây chúng ta có một chú khủng long ăn thịt khác. Chú có làn da màu xanh lá cây nha mọi người, pha lẫn màu vàng trông khá là bắt mắt luôn. Chú có một chiếc đuôi thon và dài và khá là mạnh mẽ. Hai chi sau của chú trông khá là gân guốc nha mọi người, và mọc đầy những chiếc móng vuốt sắc nhọn, giúp chú dễ dàng tóm được con mồi và chú di chuyển rất là nhanh đó. Hai chi trước trông khá là vô dụng bởi vì nó khá là nhỏ bé nha mọi người. Và nhìn kìa, hai hàm răng của chú trông trắng và đều, chứng tỏ đây là một chú khủng long ăn thịt nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long có làn da thô dày và cứng cáp, trông giống như một lớp giáp vậy. Và trên lớp giáp đó mọc và tu tủa những chiếc gai luôn, nhìn trông rất là đáng sợ luôn nha mọi người. Chú có một chiếc đuôi dài và dẹt, và chú thường dùng chiếc đuôi dẹt này để quất vào đối phương khi chú gặp nguy hiểm nha. Và chú có tên gọi là Ankylosaurus nha mọi người.
Chú là loài khủng long ảnh thực vật và rất chi là hiền luôn. Đầu của chú cũng mọc đầy những chiếc gai trông khá là nguy hiểm luôn nha mọi người. Và những bốn cái chân của chú này trông khá là nhỏ bé, chứng tỏ chú di chuyển khá là chậm nha mọi người. Còn khủng long Ankylosaurus vừa bước từ dưới hồ nước lên các bạn, con này có một cái đuôi như một cái chùy khổng lồ các bạn. Và cuối cùng chúng ta có một chú khủng long có làn da màu đỏ và phần lưng thì lại có màu đen nha mọi người. Và chú có một chiếc vảy khá lớn ở trên lưng, cũng có màu đỏ luôn nha. Đuôi của chú khá là dài đó, hai chân sau của chú chắc khỏe và dài, chứng tỏ chú có thể chạy rất nhanh nha. Tuy nhiên hai chân trước thì lại khá là nhỏ và trông khá là vô dụng, chẳng giúp ích được gì cho chú đồng vịt săn mồi cả. Chú có một cái đầu khá là dễ thương, tuy nhiên chú có hai hàm răng sắc nhọn, chứng tỏ đây là một chú khủng long ăn thịt nha mọi người. Và chú có tên gọi là Spinosaurus nha. Chú rất giỏi săn mồi đó nha. Và chú di chuyển rất chi là nhanh nữa. Các bạn đã theo dõi nha. Và đây là toàn bộ những chú khủng long trong khu vườn của mình nha. Wow, chúng ta còn khủng long Spinosaurus đang nằm ngủ đó các bạn. Các bạn xem cái đuôi nó dài chỗ này, cái vây lưng rất là to nha.